Giữa tháng 2 năm 2017, 9 người ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tử vong sau khi ăn cơm uống rượu tại một đám ma. Nguyên nhân gây ra 9 cái chết trên là do hàm lượng methanol trong rượu vượt ngưỡng tới 5.000 lần. Từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 3, 7 người tại Hà Nội nhập viện, 2 người tử vong cũng do uống rượu có methanol với hàm lượng vượt ngưỡng hơn 2.000 lần. Chưa đầy một ngày sau, 7 sinh viên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân lại do rượu methanol. Liên tiếp những vụ ngộ độc, tử vong do rượu có methanol đã làm người dân hoang mang. Nhiều người có tâm lý quay trở lại sử dụng các loại rượu thủ công, tự nấu. Tuy nhiên, rượu thủ công có an toàn hay không? Rượu tự nấu có methanol hay không? Câu trả lời sẽ có trong 15 phút của chuyên mục Ngon và Lành ngày hôm nay. Rượu thủ công hay còn gọi rượu nút lá chuối, rượu quê từ lâu đã được người sử dụng rất ưa chuộng vì cho rằng hợp khẩu vị, dân dã và an toàn. Theo các gia đình nấu rượu lâu năm tại các làng nghề nổi tiếng ở Hà Nội, thì để có một nồi rượu quê theo đúng nghĩa, người nấu rượu phải trải qua rất nhiều công đoạn, bao gồm gạo, chọn nguyên liệu ngon nhất là nếp cái hoa vàng. Tiếp đến, những nguyên liệu này sẽ được sơ chế sạch, nấu thành cơm. Khi cơm chín, sẽ được trải ra bạt cho nguội, rồi trộn với men rượu, cho vào thùng kín, ủ khoảng 3 ngày để cơm lên men. Sau đó, lại đổ nước vào ủ tiếp trong vòng 21 ngày, rồi mới đưa ra chưng cất. Chọn men nấu rượu là công đoạn quan trọng để cho ra sản phẩm rượu ngon, không bị đau đầu. Men viên dùng để ủ rượu được làm kỳ công từ gạo tẻ xay và bột thuốc bắc với liều lượng cụ thể. Cơm rượu sẽ được nấu, chưng cất thành rượu. Với quy trình nấu rượu trên, giá rượu thành phẩm dao động từ 80 đến 250.000 đồng một lít, tùy theo độ tuổi của rượu. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì gia đình tôi có một cái bí quyết riêng là lọc theo gọi là các cụ để lại là đấy là có bí quyết của gia đình. Sau khi mà rượu chúng tôi đã lọc qua rồi, khử alanhit và cái methanol rồi, đạt tiêu chuẩn theo cái chất lượng của Sở Y tế mà gia đình đã đăng ký, thì là gia đình sẽ cho vào trong chum niêm phong lại và bán theo ngày tháng, là sau này khách hàng sẽ mua theo rượu là theo những năm tháng mà gia đình đã làm. Thì mỗi một mẻ rượu sau khi tôi đưa ra thị trường là phải đưa ra Hà Nội để thí nghiệm lại. Còn đem trong 1.000 lít rượu đó nhé, thì tôi sẽ đem ra ngoài Sở Y tế Hà Nội là 5 chai rượu. Đấy. Và nhờ ngoài đó là người ta xét nghiệm lại và có giấy tờ đàng hoàng. Hiện nay người ta chia ra hai loại sản xuất rượu. Một là sản xuất rượu thủ công, hai là sản xuất rượu công nghiệp. Thế thì rượu thủ công là gì? Là rượu nấu tại hộ gia đình. Thì đây là một cái kinh nghiệm truyền thống hàng mấy trăm năm của dân tộc Việt Nam rồi. Thế thì hiện nay lại có cái xu hướng người ta bài xích là cứ rượu thủ công là độc hại. Thì tôi cho là không đúng quan điểm. Ví dụ như nhiều gia đình người ta nấu rượu rất ngon, nó đi vào nó trở thành những cái gọi là văn hóa ẩm thực rồi. Đấy, ví dụ như những cái vùng nổi tiếng như vùng Mẫu Sơn của Lạng Sơn, rượu Bắc Hà của Yên Bái, Lào Cai, thế rồi rượu ở Bình Định. Đấy, những cái đó nếu rượu thủ công mà anh làm đúng quy trình. Đấy, ví dụ các đồ nấu rượu là không bị thô nhiễm, các nguyên liệu để cho lên mốc. Thế rồi là vấn đề men. Đấy, và nước sạch thì tôi đảm bảo chắc chắn là rượu đó sẽ rất ngon và không độc hại. Tỷ lệ các chất độc, ví dụ như aldehyde, thế rồi là tỷ lệ methanol sẽ rất thấp. Đấy.
Quy trình lên men thông thường mà theo như chúng ta nói là rượu nhân dân nấu dân gian thì cũng đều có lẫn tạp chất, trong đó có methanol. Thế thì như là rượu nấu trong dân thì không được khử methanol, để nấu xong thì là ủ đấy để. Nhưng mà nó có một cái chi tiết này rất là hay là người ta nấu xong người ta không uống ngay, nếu đúng từ ngày xưa, bây giờ người ta ủ và để lâu, người ta bảo để 100 ngày. 100 ngày rồi mới lấy ra uống. Thì bây giờ thì mình có thể giải thích là và khi đó uống thì nó ngon, nó êm và nó không đau đầu, nó không mệt. Là đấy chính là một cách để làm hạ thấp cái nồng độ methanol. Bởi vì cái rượu methanol là nhiệt độ bay hơi nó rất thấp, nó rất dễ bay hơi. Bình thường nó bay tản mát vào trong không khí. Thế thì để lâu thì nó sẽ bay. Còn cái ethanol thì nó khó bay hơi hơn. Thì để lâu là cái nồng độ methanol là sẽ đã rất thấp rồi. Khi mà nếu mà người ủ men đúng và tốt thì nó thấp, nguyên liệu sạch thì nó thấp rồi thì nó sẽ bay hơi bớt đi. Tuy nhiên, lại đang có một thực tế là nhiều cơ sở nấu rượu do muốn giảm thời gian chưng cất, tăng lợi nhuận đã sử dụng nhiều loại men công nghiệp có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc sử dụng cồn công nghiệp hay còn gọi là methanol để pha thành rượu. Với loại men Trung Quốc sẽ rút ngắn được quy trình nấu rượu xuống còn khoảng từ 5 đến 7 ngày. Còn đặc biệt, với cồn công nghiệp, thậm chí người dân có thể có rượu thành phẩm mà không cần phải nấu. Đây là yếu tố đầu tiên khiến rượu thủ công tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe. Rượu mà độc ấy, thủ công độc là ở cái chỗ là gì? Không phải cái rượu nấu truyền thống như thế, mà họ lấy ngay cồn công nghiệp, họ pha. Đấy, thường là như thế. Đấy, họ pha vào, cho nên họ lại đi bán thành các chai, các lọ, thành rượu lá chuối. Nó độc là thế. Có thể có hai loại cồn. Có hai loại cồn được dùng, cho nên là cồn methanol cũng là được dùng để đốt, và cồn ethanol cũng được dùng để đốt. Cồn ethanol tức là cái cồn có thể chế biến thành rượu thực phẩm, rượu chúng ta uống. Còn cồn methanol là cồn công nghiệp và không bao giờ được phép để dùng làm rượu thực phẩm, bởi vì vào cơ thể chúng ta nó không tiêu hóa được, nó không sản sinh ra năng lượng, và nó lại chất thoái hóa của nó sẽ ra chất độc, và vì thế nó độc hơn rượu ethanol rất nhiều. Rượu là một loại thức uống đặc biệt, yêu cầu có độ tinh khiết cao. Vì thế phải tuân thủ quy định chưng cất đặc biệt. Nấu rượu bằng phương pháp thủ công bao gồm nhiều công đoạn. Và những giai đoạn này nếu làm không tốt, không đảm bảo vệ sinh đều có thể làm cho rượu bị nhiễm độc. Nguyên liệu để nấu rượu nếu không được chọn lựa tốt, bị ẩm mốc hay dùng sắn nấu rượu để giảm bớt chi phí, lợi nhuận cao thì rất độc hại đối với người sử dụng loại rượu đó, bởi bản thân sắn đã chứa chất độc HCN, thì khi nấu rượu rất dễ bị nhiễm độc. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, chất lượng quá trình lên men ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng rượu. Quá trình lên men càng kém thì chất lượng rượu càng bị ảnh hưởng và có thể sinh ra rượu độc. Nếu chủng nấm mốc lên men có màu đen và quá trình lên men càng xuất hiện nhiều chất đen thì rượu sẽ càng độc. Uống nhiều rượu ethanol có thể gây tử vong hoặc mù mắt. Ngoài ra, việc sử dụng thùng, can hay chai lọ bằng nhựa để đựng rượu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc. Tất cả các thùng, can nhựa đều không được dùng trong thực phẩm. Nếu dùng đựng rượu, mức độ nguy hiểm đối với người sử dụng rất cao, bởi rượu là dung môi hòa tan tất cả các chất có thể hòa tan được. Do đó, các chất độc trong thùng nhựa sẽ thôi nhiễm, hòa tan vào trong rượu. Thì cái cồn ethanol là cồn thực phẩm. Nó vốn được loài người sử dụng để uống rượu, để làm nước giải khát, rồi là có men các thứ từ nhiều đời rồi. Nên cơ thể người ta mới thích nghi, sản sinh ra những cái loại enzyme để tiêu thụ cái chuyển hóa và tiêu thụ cái rượu đấy một cách là có lợi. Thế thì cái methanol nó nhóm chức nó cũng giống thế, và khi vào nó cũng thì nó trở thành là tranh chấp cái của một cái enzyme chuyển hóa của
cái enzyme vốn chuyển hóa ethanol của con người. Thế thì nhưng mà vì cái enzyme đấy của trong gan người nó vốn sản sinh ra để sử dụng cho cái ethanol, cho nên cái ethanol nó thắng trong cái cuộc tranh chấp ấy và nó được chuyển hóa trước. Vì vậy methanol có vào thì cũng cứ chờ đấy, chờ đấy. Và cái rượu, cái khi mà nguyên thể methanol thì cái độ độc tính của nó cũng chỉ giống như là rượu ethanol thôi, tức là nhiều thì nó gây say rượu, nó ức chế thần kinh trung ương, cái hôn mê. Chỉ đến khi nào mà cái rượu ethanol cùng đi vào ấy được chuyển hóa hết thì cái enzyme nó còn lại thì nó mới lại chuyển hóa sang methanol. Thì cái đấy các cái sản phẩm chuyển hóa của methanol nó độc hơn cái chất mẹ gấp nhiều lần, thì nó mới sinh ra cái bệnh cảnh là nhiễm độc, ví dụ như mờ mắt, ví dụ như là thở nhanh, thở sâu do nhiễm toàn chuyển hóa, và rồi tụt huyết áp, rồi hôn mê. Theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, muốn bảo đảm các thông số đúng tiêu chuẩn, hàm lượng methanol, ethanol, thì rượu sau khi nấu phải được chưng cất qua hệ thống lọc khử. Nhưng để đầu tư được hệ thống này phải tốn tới hàng chục triệu đồng. Do đó, với quy mô nhỏ, ít hộ dân nào đầu tư hệ thống này. Đây cũng là yếu tố làm cho rượu thủ công tồn dư nhiều tạp chất và những hóa chất có hại phát sinh trong quá trình nấu rượu. Nếu cứ nấu rượu theo kiểu dân gian là cho các thứ lên men nhưng không có quá trình tinh lọc thì chắc chắn là có methanol trong ấy, nhưng thường là nồng độ nó rất thấp. Thế và nó cũng tùy theo nguyên liệu và tùy theo thời gian ủ và tùy theo cái người chưng cất ý, người ta chưng cất thì nó cái hàm lượng ấy nó có thể khác nhau. Và người nào biết nấu rượu ngon, tức là người đấy là nguyên liệu người ta tốt này, rồi cái ủ lên men nó vừa độ, nó không sản sinh ra, nó lẫn ít tạp chất này, thì cái rượu trở thành ngon và không độc. Chứ còn thì rượu, nếu mà nấu rượu theo truyền thống, theo cách ủ lên men xong rồi chưng cất ra bằng phương pháp thủ công thì chắc chắn là có methanol, chỉ có cao hay thấp thôi, nhưng mà thường thì nó rất thấp. Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 50 làng nghề nấu rượu truyền thống, phân bố khắp Bắc Trung Nam. Để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng rượu, nhất là rượu nấu thủ công, năm 2012, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, các tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép sản xuất. Trên sản phẩm phải dán nhãn mác, đăng ký kinh doanh với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, nghị định có hiệu lực, đa phần các hộ nấu rượu thủ công vẫn không biết đến quy định này. Tình trạng buôn bán rượu không nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ vẫn tràn lan tại nhiều địa phương trên cả nước. Vì thế, tự bảo vệ sức khỏe của mình, người dân cần hạn chế sử dụng rượu, tuyệt đối không mua rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác.